giữa điều thiện và điều ác á, thì mình dễ làm điều nào hơn? Hả? Điều ác hơn phải không? Bây giờ lên mạng quý vị search lại coi những cái bài nhạc tình sầu đứt ruột, những bài nhạc buồn đó nha, với những bài nhạc đạo, người ta thích nghe nghe bài nhạc nào hơn? Nhạc buồn hơn, tình sầu đứt ruột hơn. Thì biết tại sao không? Vì cái chất buồn nó có trong mình nhiều, cho nên mình muốn đi tìm cái đó. Mình có cái buồn, cái lâm ly bi đát nhiều hơn, cho nên mình thích ở trong mình sao, cái mình đi tìm ở cái bên ngoài nó tương xứng. Cũng vậy, trong mình giữa thiện và ác, dĩ nhiên thầy đang nói là không có biết tu nha, ở một mức căn bản số đông thì cái điều ác nó nhiều hơn là điều thiện. Vì vậy nếu mà thả lỏng mình nha, thả lỏng mình, không có dạy mình làm thiện và không có dạy mình làm ác, thì mình thường sống như thế nào? Ác hay thiện? Sống ác. Nhàn cư vi vì bất thiện, ở yên rảnh rỗi dễ sanh nông nổi lắm. Nói theo ngôn ngữ thì bây giờ là rảnh rỗi sinh nông nổi đó. Đang yên đang lành cái tự nhiên nghĩ ra một vài điều bất thiện ở đó rồi tạo thành những cái điều bất thiện, đất bằng dậy sóng. Nói như vậy để mình rất là sợ nha. Mình có một cái môi trường giáo dục, có thầy, có bạn, có pháp, vậy đó, sơ hở chút xíu thôi, mình không có canh tâm mình á, là mình nghĩ bất thiện liền. Có những điều bất thiện trong đời mình mà phạm rồi thì coi như xong, coi như thua, tức là coi như đời này coi như bỏ đi á. Thầy nói đó là những điều nào? Đó là những cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đây đó là năm cái tội ngũ nghịch: giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh, làm thân Phật chảy máu và phá hoại hợp tăng. Thì trong năm cái tội này mà nếu mà ai phạm nha, một tội thôi, thì coi như là chắc chắn là đời sau là địa ngục. Bây giờ sau khi mình phạm vào một trong năm tội này mà mình có tạo 1 tỷ cái điều thiện đi nha, thì 1 tỷ cái điều thiện đó những cái kiếp khác thì mình hưởng phước sau, nhưng mà kiếp kế tiếp phải là địa ngục cái đã. Đó là nặng nhất á. Cho nên khi mà sám hối thầy phục nguyện, thầy nói là mong cho cái buổi sám hối của con hôm nay, cho nghiệp chướng của con được tiêu trừ, cho quả chướng của con được tiêu trừ, cho phiền não chướng của con được tiêu trừ. Phiền não chướng tức là những cái tham sân si buồn giận á, nó chi phối hàng ngày mình, hoặc là những cái buồn vận đố kỵ ngã mạn trong đời sống hàng ngày của mình. Mà nặng nhất là tà kiến. Hôm trước thầy nói rồi phải không? Nặng nhất trong đời của mình là tà kiến, tức là chấp thường hoặc chấp đoạn. Nếu mà mình dính vào 1 chấp thường, 2 chấp đoạn là coi như đời mình xong rồi đó. Xong rồi đó. Giữa cái chấp thường chấp đoạn thì cái chấp đoạn nó nặng hơn cái chấp thường. Chấp đoạn là coi như nói gì hiểu là chết là hết rồi, không tin gì nó chết là hết rồi đó. Thì ở đây cái tà kiến đó nó sẽ cho mình một cái quả báo rất rất là nặng nề đó. Vậy thì mình thấy nè, mình mắc, nếu mà mắc vô nghiệp chướng ở 5 tội ngũ nghịch là coi như thua rồi. Còn nếu mà mình mắc vào phiền não chướng á, mà đặc biệt là tà kiến, thì phải tranh thủ nghe pháp tu tập để sửa. Và có một cái nữa là quả chướng. Quả chướng tức là những cái quả báo mà mình phải chịu đời này nè. Có người sanh ra là phải nghèo cả một kiếp người, gánh nghèo lên núi đổ đi, co chân mà chạy nó còn chạy theo. Có người bệnh nguyên cả kiếp người, có người khó khăn, có người xấu xí, có người bệnh tật, có người chết yểu, có người hạ liệt. Tùy cái nghiệp riêng của mỗi người mà nó cho những cái quả khác nhau. Và với cái quả đó, cả một cái kiếp người của mình nó đeo theo biết bao nhiêu là cái đau khổ. Đó thì nhờ mình sám hối, mình sám hối cho cái nghiệp đó nó tiêu từ từ. Và hôm nay khi mà bắt đầu quý vị hiểu đạo, quý vị phải tranh thủ làm phước dữ lắm. Phải dùng cái từ tranh thủ. Phải dùng cái từ tranh thủ. Và có một lần, có một cái anh này là ảnh nó chuyên về chăm sóc ngựa và huấn luyện ngựa. Thì Đức Phật mới hỏi anh ta là anh dạy ngựa làm sao. Anh mới nói thế này nè, anh huấn luyện ngựa, có những con ngựa là anh nói một cách nhỏ nhẹ thôi là nó nghe. Có những con ngựa nói nhỏ nhẹ nó không có nghe, mà phải quất roi nó mới nghe. Rồi có những con ngựa phải vừa nhỏ nhẹ vuốt ve mà phải vừa rầy la quất roi nó mới nghe. Cái xong rồi anh mới nói tiếp cái trường hợp thứ tư, có những con ngựa nhẹ cũng không nghe, nặng cũng không nghe, vừa nặng vừa nhẹ cũng không nghe, để cho đỡ mất uy tín danh dự cái đoàn ngựa này, giết luôn con ngựa đó luôn. Đó, anh đã huấn luyện còn có 4 cách như vậy. Cái anh mới hỏi Đức Phật là vậy thì Đức Phật á, ngài dạy đệ tử như thế nào? Ngài mới nói cũng giống như anh chăm sóc ngựa vậy đó, anh huấn luyện ngựa vậy đó. Có những đệ tử ta nói nhẹ nhàng thì đệ tử nghe, có những lúc ta phải nói nặng mới nghe, có những lúc ta vừa nặng vừa nhẹ mới nghe. Nghe 3 cái đó trước đi nha.
nhẹ nghe là sao? Tức là Phật nói có khi ta nói về những cái lợi ích của cõi người, phước báu của cõi trời, phước báu của sự giữ giới, của việc bố thí, của việc hành thiền, của việc nghe pháp, của việc cung kính, của việc phục vụ. Đại ý là ta nói những cái lợi ích, cái phước báu của cái điều thiện á, thì người đệ tử á, Phật tử họ thấy cái đó lợi ích, họ nghe, họ tu tập theo. Nhưng mà có những người á, ta nói những cái điều thiện đó họ không nghe, mà ta phải nói quả báo nha con, địa ngục A Tỳ á nghe con, gọi là mà ngạ quỷ đói khổ vất vưởng nghe con, là một loài bàn xanh si mê nghe con, họ sợ họ mới nghe. Có người vậy đó, cái khuynh hướng của mỗi người mà. Và có những người ta vừa nói về cái điều thiện, điều phước báu, an lạc ở cõi trời, ở cõi người, và có khi ta nói những cái khổ đau ở địa ngục ngàn quỷ súc sanh thì mới nghe. Đó. Cái anh đó anh hỏi vậy thì khi mà ngài dùng hết ba cách đó mà đệ tử không nghe thì sao? Giống như con ngựa á, giống như con ngựa mà nói mọi cách nó cũng không nghe, thì Đức Phật nói ta cũng giết nó luôn. Ở ngoài á thì gọi là giết con ngựa, thì đối với ta Đức Phật ngài nói ta cũng giết luôn. Cái anh mới ngạc nhiên. Anh nói ủa, giáo pháp của Đức Thế Tôn là từ bi, mà tại sao Đức Thế Tôn có thể giết? Quý vị nghe cái này để quý vị học cách hành xử của bậc thánh nha. Đó là trong pháp và luật của ta, giết ở đây chính là gì? Là không có nói tới nữa, không bàn tới người đó nữa, không bàn tới nữa, không bàn tới nữa. Thầy sẽ rất là thích cái bài kinh này. Có những người trong đời đó, là quý vị phải thấy thế này nè, là mình hết sức, mình tha thiết, mình tạo duyên, mình khuyến khích hết rồi, mà người đó không nghe thì thôi, không có buồn, không có giận nha. Mà sao? Người không đáng thì mình không nên. Vậy thôi nha. Người đó không xứng đáng để mình dành thời gian, để mình dành công sức nữa. Biết bao nhiêu người cần mình giúp, mình dành thời gian, công sức. Dĩ nhiên là trước khi mà mình bước qua cái bước đó đó, mình cũng phải đã trải qua những cái bước khác, đã cố gắng hết rồi. Cho nên trong giáo pháp của Phật đó, trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật mất đó quý vị, Đức Phật dạy những điều chi ly. Ngài dạy là những bài pháp quan trọng, trong đó Ngài dặn những điều chi ly. Trong đó có những điều chi ly thế này. Ngài nói là sau khi ta Niết Bàn, quý thầy đối với Sa Nặc hãy hành pháp mặc tẩn. Sa Nặc là ai? Sa Nặc là lúc mà Ngài đi xuất gia, Ngài đi với ngựa Kiền Trắc và Sa Nặc đi theo đó. Thì sau đó Sa Nặc cũng đi tu luôn, đi xuất gia luôn. Nhưng mà Sa Nặc á là chấp vào công, chấp cái công. Mày biết ta không? Nhờ có ta đưa Thái tử Tất Đạt Đa đi đó nha, mới có ngày hôm nay đó. Đại ý là ông cứ chấp công, ông á là nhờ có ông á đưa Thái tử Tất Đạt Đa đó đi xuất gia vậy đó. Cho nên là chính vì cái hành xử không dễ thương như vậy, cho nên ở trong chúng á thường là sẽ không có được cảm tình của đại chúng, của quý thầy. Thì Đức Phật dạy là sau khi ta Niết Bàn, riêng với Sa Nặc là mặc tẩn. Mặc tẩn là gì? Là im lặng, không thèm nói, không ghét nha, không nói. Sau khi Đức Phật Niết Bàn xong nha, thầy Sa Nặc tới với anh, không thèm nói, làm cho thầy Sa Nặc á cảm thấy bắt đầu nhìn lại. Mà sau đó thầy Sa Nặc mới sửa và tu tập cũng đắc thánh. Cũng vậy đó. Nếu mà trong đời mình á có những người nha, mà mình nói hết sức rồi, mình khuyên hết sức rồi, mình làm mọi cách rồi mà không được, thì thôi mình học cùng cách của bậc đại nhân, hay là cách hành xử của bậc thánh nha, là không thèm nói tới nữa, không ghét nha. Mình mà oán kết, mình giận, mình bực, mình ghét người đó thì nó thành gì? Nghiệp bất thiện, không dạy như vậy. Có những khi mình nói không được thôi im thôi. Mà quý vị biết đó, đối với bậc trí đó nha, mà bậc đó im là mình biết rồi đó, bậc đó không thèm nói tới mình là mình biết rồi đó nha. Bậc trí là không có ghét thù mình, quý vị nhớ vậy đó. Thà làm kẻ thù của người trí, chứ đừng làm bạn với kẻ ngu. Người ta nói như vậy. Tại sao? Mình mà làm bạn với kẻ ngu á nghe, mình còn tu dở, mình gần những kẻ bất thiện á, ít nhiều mình cũng thấm. Nhưng mà tại sao thà mình làm bạn của kẻ trí, chứ không làm kẻ thù của người trí, chứ không làm bạn với kẻ ngu? Là tại vì á, lỡ mà mình có thù hận người trí đi nha, thì mình cũng yên tâm, người đó không có hại mình. Nhớ nha, bậc trí là không có hại mình. Cùng lắm thì các ngài sao? Im lặng với mình thôi. Mà cái này thầy hành xử, cái này thầy bắt trước á. Thầy mà không, mà thầy mà thấy người đó hết duyên thầy là thầy im thôi chứ không có nói nha. Không có cãi lại gì hết. Mà thầy thấy thôi, cái duyên tới đây hết rồi là việc của thầy chỉ có im lặng thôi. Im lặng chứ thầy không có nói về cái người đó nữa. Và mà nói theo Phật Pháp một chút, mình thương cái đời sống của mình á. Mình sống không có bao lâu hết á.
mà mình dành cái thời gian buồn giận người đó, không nên. Trong khi á, ví dụ như thầy là hay đi giảng pháp, bao nhiêu cái năng lượng của thầy, bao nhiêu cái tinh túy của thầy, bao nhiêu cái tinh hoa của thầy, thầy gom vô để thầy học pháp hết à. Thay vì bây giờ bao nhiêu cái năng lượng của thầy, thầy nhớ cái ông đó ông chửi thầy cái gì, cái cô đó cô nói xấu thầy cái gì, quý vị nghĩ cái năng lượng của thầy nó tản đi không? Nó tản đi hết. Thì thay vì nghĩ về như vậy thì thầy dành cái thời gian để thầy học pháp. Mình phải thông minh chỗ đó nha. Việc mình sống đâu có bao nhiêu lâu đâu. Đó, thầy đi một vòng như vậy để cho quý vị thấy á, là có những người trong đời nói nhẹ họ nghe, nhưng mà có những người nói nặng họ mới nghe. Đó, có những người trong đời lạ lắm, họ phải khổ rồi họ mới ngộ. À, có những người khổ mới ngộ nha quý vị. Và có những người là chưa có gặp cảnh khổ mà họ nghe nói thôi, hoặc được khuyến khích điều thiện là họ ngộ và bắt đầu họ biết tu tập rồi. Nhưng mà đa phần thì thầy cảm nhận á nha, là chúng sanh là phải khổ và đắng cay rồi mỏi mệt rồi vất vả rồi đau thương rồi máu lệ gì dữ lắm luôn á. Bệnh dữ lắm rồi mới tu. Bệnh dữ lắm rồi mới tu, mà có khi bệnh là tu không kịp nữa. Bệnh mà bệnh lẻ thì còn tu kịp nha, chứ bệnh sĩ là lúc đó không tu kịp nữa. Bệnh sĩ nó chỗ sĩ là lúc đó có muốn tu đôi lúc cái sức khỏe của mình á nó không cho phép để mình tu nữa, mà hay bị vậy lắm á nha. Có những vị thầy á, thời Đức Phật các quý vị thương dữ lắm, thương kính lắm, mà mình cũng biết đó là cái cách hành mà của các ngài trong cái tiền nghiệp á, mà cái kiếp cuối các ngài đắc đạo á. Có những vị á, vị biết không, đắc đạo trong cái trường hợp mà nào bị con hổ á, ăn thịt á, ăn nửa người luôn rồi, ăn nửa người mà chưa chết nha, lúc đó quán cái thân này mới đắc á. Đắc trong lúc mà bị con hổ nó ăn hết nửa người rồi, đắc đạo chí mạng. Có một lần có một cái vị thầy đó là quý vị biết là đau cái bệnh á, đau quá đau, đau chịu không nổi luôn á nghe quý vị. Ngài tự tử luôn, cắt cổ ngài tự tử luôn. Thì trong lúc mà ngài cắt cái cổ rồi nha, cắt rồi nha, thì lúc đó ngài lại quán danh sắc sanh diệt ngay đó, đắc thánh ngay lúc đó luôn. Đắc mà cắt rồi mới đắc, tại vì bậc thánh rồi đắc rồi nha, thì không có tự tử. Vì nhớ bậc thánh thì không bao giờ tự giết mình. Thì vị này chưa có đắc thánh thì đau quá chịu không nổi, cắt cổ luôn. Mà khổ một cái này, cắt rồi đắc ngay cái lúc đó. Mà đắc xong rồi sao? Rồi nó lỡ rồi, xong rồi. Rồi sau đó chút xíu là ngài đi luôn. Nhưng mà lúc đó ngài đi với cái tâm của bậc thánh thôi. Có nghĩa là có những cái cơn đau mà chịu không nổi đâu. Nó tranh thủ mà làm thiện, tranh thủ mà cố gắng tu tập. Thì thôi bây giờ mời quý vị vào bài. Mình học về thập thiện là mình hiểu ngược lại là thập ác. Mình học thập ác mình hiểu ngược lại là thập thiện nha. Rồi bây giờ mời quý vị học vào thập ác là 10 điều ác. Duyên sự mà Phật thuyết cái bài kinh này á, là Phật thuyết cho người thợ rèn Kunda. Thầy trích Chánh kinh, Kinh Tăng Chi chương 10 pháp Phẩm Yanusoni, Kinh Kunda người thợ rèn. Đây là nguyên văn Phật nói nha quý đệ, nghe quý Phật tử. Đây là thầy trích nguyên văn luôn, Chánh kinh luôn. Quý vị có thể lên cái nguồn mà thầy gửi cho quý vị đây. Quý vị có thể search cái bài kinh và quý vị sẽ thấy Chánh kinh, cái bản kinh này. Thì Phật nói cho người thợ rèn tên là Kunda. Bây giờ mình học về thập ác trước. Này Kunda, thân không tịnh hạnh có 3, lời không tịnh hạnh có 4, ý không tịnh hạnh có 3. Đây là những giáo lý rất là cơ bản và rất là quan trọng nha quý vị, ráng nhớ. Vậy là tổng cộng là mấy điều? Mấy điều ác? 10 điều. Rồi, 10 điều này quý vị chia làm thầy nè, nhìn chia làm 3. Chia ở thân, chia ở khẩu và chia ở ý. Được chưa? Chia ở thân có mấy? Có 3. Chia ở khẩu có mấy? Có 4 nha. Chia ở ý có mấy? Có 3. Mình đang nói ở điều ác nha, thì cũng vậy, mà điều thiện cũng vậy. Vậy thì tổng cộng là thập thiện chia làm 3 nơi, giống như là 3 nơi tạo thiện đó, hay là 3 nơi tạo ác. Ở thân có mấy nè? 3. Ở khẩu có mấy? Ở ý có mấy? Rồi, bây giờ không nhìn tài liệu mà thuộc bài luôn được không? Thầy nói số 1 là gì được không? Bây giờ thầy nói ở thân nha, 3 điều ở thân. Thứ nhất, điều ác nha, thứ nhất là sát sanh. Thứ hai là trộm cắp. Thứ ba là tà hạnh. Được không? Thuộc không? Đây là những giáo lý gọi là cơ bản cơ bản nhất luôn đó. Những cái này là rất là đời thường mà quý vị rất là dễ gặp, cho nên mấy cái này là phải giống như là phải thuộc như cháo vậy đó nha. Đáng lẽ là quý vị phải thuộc như cháo đó. Rồi, do bài lại. Điều ác ở thân có 3. Thứ nhất là không, ác nhất là sát sanh. Thứ hai là trộm cắp. Thứ ba là tà hạnh.
Ở khẩu có mấy? 4. Thứ nhất là nói dối. Thứ hai là nói. Đứa số 2 là biết rồi đó, hai lưỡi luôn. Hai lưỡi. Thứ ba là nói độc ác. Và thứ tư là nói phù phiếm nha, phù phiếm theo dệt. Thuộc không? Thuộc chưa? Kệ nó, bỏ vài phút đi. Thầy ráng kham nhẫn với quý vị đi nha, sắp Tết rồi. Nói lại, ở khẩu có 4. Thứ nhất nè là nói dối. Thứ hai, hai lưỡi. Thứ ba, độc ác. Thứ tư, phù phiếm. Được chưa? Rồi, ở ý có mấy? Ở ý có 3. Thứ nhất, tham dục. Thứ hai, sân. Và thứ ba, si đâu si? Nhìn coi si đâu. Si đâu, nhìn coi si đâu. Người ta chữ tà kiến si si. Cứ đang sực si, đang sực si đúng không? Rồi, cái chỗ tà kiến là quan trọng nhất, là lát nữa thầy giảng kỹ chỗ tà kiến nha. Rồi, do bài lại nè. Ở ý, bất thiện có mấy? 3. Thứ nhất, tham dục. Thứ hai, sân. Và thứ ba, tà kiến nha. Rồi, bây giờ có vị nào đứng lên đọc cho thầy 10 điều thập ác được không? Được không? Được không? Mấy con tà nhãn thuộc không con? Mấy đệ tử rầu quá, nhìn quá lắc đầu liền. Rồi, có ai thuộc không? Thập ác không? Rồi, mời thầy, mời chị đọc lại cho thầy nha, thập ác nha. Rồi, chị đứng đọc to lên cho thầy coi. Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Tham gì nè? Tham dục. Đúng rồi. Rồi. Là tà kiến. Rồi, chính xác. Xin đại chúng cho chị một tràng pháo tay. Rồi chị cảm ơn, chị ngồi xuống nha. Rồi chủ nhật tuần này thầy có quà cho chị nha, chủ nhật. Tại vì thầy chủ nhật này á, là quý vị biết là hôm nay là thứ năm hả, là bộ phận edit sách đang còn đánh sách trên máy cho thầy. Chủ nhật này mới xong. Quý vị nào mà chủ nhật này đi khóa tu á nghe, mà cần bộ sách, và dĩ nhiên là không có in ra nổi đâu, là thầy có cái file, thầy sẽ gửi trực tiếp cho quý vị nếu quý vị nào xin. 4 cái khóa học, một khóa là 25 bài, thầy sẽ gửi 4 file qua Zalo cho quý vị, là khoảng 6.000 trang sách. 6.000 trang sách làm 4 khóa là 100 bài. Thì trong đó có cái bài thập thiện nè. Nó có bài thập thiện. Và sau đó thầy có ra 10 quyển sách mỏng nha, thì thầy sẽ tặng cho chị một trong 10 quyển sách mỏng đó nha. Chủ nhật nếu mà chị đi tới gặp thầy nha, tới gặp thầy, thầy tặng cho chị nha. Rồi, cảm ơn chị. Vừa rồi là mình đã học về cái chi pháp, cái pháp số về thập ác. Rồi, bây giờ thầy sẽ giảng căn bản. Quan trọng nhất là thầy sẽ giảng cái chỗ tà kiến, cái thứ 10 đó nha. Tại vì cái thứ 10 là không khéo là chúng ta rất là dễ mắc vào. Rồi, bây giờ nghe thầy giảng cái thứ nhất nè, thập ác. Thứ nhất, ở thân, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Sát sanh là sao? Có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Tức là muốn nói là một người sát sanh đó, là bàn tay lắm máu, sát hại, đã thương, không từ bi với các loại chúng sanh. Thưa quý vị, là cách đây hôm kia thầy có nói chuyện với lại một Phật tử. Phật tử này kể có một vị, ngài mất rồi. Ngài là một vị rất là đức độ, trí tuệ đức độ, ngài mất rồi. Ngài mới mất cách đây vài tháng thôi. Trước khi ngài mất á, thì ngài có dặn lại những cái người đệ tử lớn á, chăm lo, tại vì chùa của ngài nuôi rất là nhiều đệ tử, và nhất là nhiều quý chú. Thì ngài mới dặn là các con phải rất là kỹ nha, tuyệt đối, giống như mình phải dùng từ tuyệt đối, thì dĩ nhiên không có thể tuyệt đối được, nhưng mà phải là nhiều nhất có thể là đừng để cho mấy chú phải sát sanh, dù là một con vật nhỏ nhất. Lúc đầu thầy cứ nghĩ là nó bị ảnh hưởng cái này kia, mà cuối cùng là tại vì ngài mất á, trong lúc mà ngài mất là ngài còn trẻ, và thầy cũng xin phép được thầy giấu tên của ngài, ngài quá trí tuệ.
Và giống như cái nghiệp của Ngài, Ngài giống như trả cái nghiệp sát nào đó. Thì Ngài dặn là đệ tử là tuyệt đối đừng cho mấy chú sát sanh nhiều khi chơi với mấy con kiến, con gián, con bướm á. Mấy chú nhỏ nhiều khi không biết giết cái con đó. Bởi vì chưa thấy đâu. Nhiều khi mình chưa có thấy cái nghiệp phải trả. Nếu mà mình có thần thông á, mình thấy được cái người này đầu họ đang bị đau, lưng họ đang bị đau, họ lúc nào cũng mang một cái mầm bệnh mà sinh ra cho đến lúc chết đi á, bởi vì sát sanh một cái con nào đó, thì lúc đó mình mới sợ. Cho nên mà cách đây mấy hôm, hai hôm trước thầy nghe Phật tử đó nói như vậy. Nhưng thầy sực nhớ lại là trong cuộc đời của Phật tử chúng ta, hoặc là ngay cả bản thân của thầy, từ nhỏ thầy cũng hay sát sanh. Hồi nhỏ thầy không biết sát sanh là tội nha quý vị. Không ai dạy thầy là, tại vì hồi nhỏ mà thầy đi đá dế nè, bắn cá kè nè, bắt được chuột thay vì giết nó không bỏ nó vô cái rổ, quay cho nó chóng mặt nó chết. Bây giờ lâu lâu thầy cứ bị chóng mặt, lâu lâu cứ thích nó chóng mặt, chóng mặt bền vững vậy đó. Lâu lâu cứ chóng mặt, bắt cá kè xong rồi cột nó vô cọng cước cho nó chơi, nhưng mà cột cái cọng cước xong lâu lâu cho nó hút thuốc, cho nó hút thuốc, rồi bây giờ lâu lâu cứ chóng mặt đó. Rồi đá dế, biết ngày xưa bắt con dế đá nhau, con nào mà đá thua cái bứt cái đầu của nó làm cái càng quay á, thầy nhớ như vậy. Câu lương, câu cá. Mà có một lần thầy ấn tượng là thầy đi ăn cắp gà, nhà người ta hồi nhỏ mà tạo bất thiện lắm. Cái thấy con gà nó bò qua, nó đi qua vườn ở nhà, thầy mới lấy cái lưỡi câu á, thầy gắn vào cái hạt cơm. Cái lưỡi câu nhỏ nó ăn nó nuốt á. Nó nuốt xong rồi cái nó nuốt vô trong bụng luôn, thì mình gắn cái sợi cước dài vậy nào. Nhưng mà thầy không kịp chạy ra, thế là nó lấy luôn cái sợi cước, nó chạy đi luôn. Thì cứ mấy ngày sau mình vẫn thấy nó đi nha, mà mình cứ chạy tới nó bỏ chạy, cho nên mình không giật được cái sợi cước để bắt nó. Thì mấy ngày sau nó chết. Thì hồi nhỏ thầy cứ nghĩ vậy là xong đó, cứ nghĩ vậy là xong thôi. Mà bắt đầu sau này đi tu là bệnh bạc lét bao tử, rồi bệnh này bệnh kia, bệnh nó chỗ tùm lum bệnh. Cái nghiệp sát nó trả. Thì cũng có thể là một cái nghiệp nào đó trong tiền nghiệp. Bản thân mình là người cư sĩ á, khi quý vị hiểu được cái quả của mà sát sanh á, là mình rất là sợ. Nguyện sau này thầy tu tập, thầy nguyện một con kiến thầy cũng không giết. Dạ, một con kiến này cũng không giết. Em mũi nào mà vào phòng thầy rồi, thầy có cái vợt mũi á, cái vợt không phải cái vợt điện đâu nha, cái vợt lưới á, trong phòng thầy có cái vợt lưới. Bữa nào mà em mũi nào mà vào, em mũi o quá ngủ không được hay ngồi chích á, là thầy lấy cái vợt á, thầy vợt qua một cái, nó nằm trong cái lưới á, cái xong bắt em nó thả ra. Tại vì mình biết là vì một cái ác nghiệp nào đó mới làm mũi, có thể con mũi này là cha là mẹ nào đó trong tiền nghiệp của mình sợ. Nếu mà mình sống với cái tâm tình của một loài bàn xanh á, mình không thương được người dân nước lạ. Mình thấy vậy nha. Tại vì hiểu chỗ này không? Loài bàn xanh tức là mình những loài súc sanh á, bàn xanh á. Con đực có thương con cái, mẹ thương con. Mẹ thương con đực thương con cái thôi. Nó không thương được, ít thương được cái loài khác, cái không liên quan tới nó lắm. Còn con người của mình á, mà mình sống với cái tâm tình của loài bàn xanh á, mình không thương được người dân nước lạ đâu. Thương được vợ mình, chồng mình thôi, con mình thôi, cha mẹ mình thôi, thân quyến mình thôi. Không thương được những cái người dân của mình. Tại vì cái tình thương của mình nó chỉ gói trong đó thôi. Vì thấy có không? Nhiều lắm nha. Nhưng khi mình tu giỏi vậy đó, người thân của mình thương là chuyện tất nhiên rồi. Thân quyến của mình thương rồi, bây giờ người dân nước lạ ai mà không thương hết. Bây giờ đến nỗi con kiến mình cũng thương luôn. Một con kiến mình cũng thương luôn thì con người mình sẽ thương. Đó. Và vì tại sao mình thương được con kiến? Tại vì mình thấy có thể là một cái bà chúng sanh nào đó, một cái ác nghiệp nào đó nó làm con kiến, con dung, con dễ. Ngồi hôm nay ở đạo tràng này, có ai dám chắc với thầy kiếp sau mình không làm con dung, con dễ không? Có ai dám chắc không? Không. Không ai dám chắc là kiếp sau con không làm con đó đó, không dám chắc đâu. Cho nên đó là quý vị hiểu được thì thầy hy vọng là bao nhiêu cái tâm tình của thầy và cái mong muốn của thầy là thầy, quý vị ráng cố gắng tuyệt đối đừng sát sanh nha, đừng sát sanh. Thầy ơi, nhưng mà đồ ăn còn sống nó mới ngon, còn sống nó mới ngon. Thì lo cho cái bao tử thì nhiều kiếp trả. Cái con nào nó đang còn sống mình bóp nó một cái nó chết rồi, sau này mình cũng bị tai nạn bất ngờ. Mình bóp nó một cái nát bét rồi, dần sau này mình còn nhiều cái con không dám nói, nhân quả lắm khó nói. Cho nên mình hiểu được á, tại vì một loài chúng sanh mà có tình thức á nha, tức là nó có tâm,
nó có nghiệp, thì mình nguyện như vậy. Quý vị thương được con kiến, mình trở nên thánh thiện lắm. Mình thánh thiện từ từ á, con kiến con cũng thương mà, nhá. Bắt đầu thương con lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn. Tất cả con người con thương hết, không ai là kẻ thù của con hết. Con tu dở thì con giận người đó thôi. Lỡ mà có giận thì giận một ngày qua một đêm bỏ, nhá. Phật dạy quý thầy á, nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu, là quý thầy lấy cái tay này nè xa lên cái đầu để biết mình là ông thầy tu nha, là ông thầy tu phải học hạnh từ bi nha, phải tự xa lên đầu mình để nhắc nhở mình là một người tu sĩ. Cho nên là thầy đọc cái chỗ sát sanh này là bản thân thầy cũng bệnh te tu tơi tả tan ta tan nát lắm, mà thầy chỉ mong thôi nha, thầy chỉ mong là thầy bệnh hoài cũng được nha, bệnh lẻ thôi đừng có bệnh sĩ. Để làm chi quý vị biết không? Để thầy còn sức thầy giảng pháp. Cái đây là cái chuyện cá nhân của thầy nè. Thì thầy đến nay thầy cũng không biết là có một cái sự tâm linh nào không, nhưng mà bản thân thầy tin nha. Nhưng mà để kêu thầy chứng minh thì thầy không biết sao thầy chứng minh. Hồi nhỏ là thầy bị lét bao tử, bị gần 2 năm nặng lắm, thầy tưởng đi lúc đó rồi. Thì khi mà nghe sư phụ giảng một cái bài pháp vào buổi chiều, sư phụ nói là bây giờ mà các con bệnh quá thì các con tự xét lại là trong đời này, sư phụ nói đời này thôi nha, con có làm cho ai khổ như vậy không? Cái thầy mới xét lại từ lúc thầy đi tu đến lúc trước, có thầy không đánh ai hay làm gì cho ai khổ đó. Sư phụ mới nói tiếp một câu, con có làm cho cái con vật nào đau đớn như vậy không? Thì quý vị biết đó, lúc mà đi tu đó nha, mấy năm không có nghĩ về cái chuyện mà ngày xưa sát sanh, thầy không nghĩ quý vị. 2 năm lét bao tử, thầy cảm giác như nghiệp nó che vậy đó. Cứ uống thuốc rồi không hết, uống thuốc không hết, mà nằm vật vã, đọc sách không được, đi đứng không được, nói không nổi luôn. Mấy năm trời không nghĩ đó là nghiệp quý vị nha. Tự nhiên sư phụ nói câu đó xong á, cái hình ảnh ngày xưa đang trong bài pháp, tự nhiên hình ảnh ngày xưa nó chạy trong đầu thầy. Nó chạy nè, câu cá nè, câu lương nè, giết chuột nè, bắn gà nè, bắt dế nè, cắt kè nè, nó hiện ra hết trong đầu thầy. Tự nhiên mình cảm thầy cảm giác á, là cái nghiệp của thầy. Tối hôm đó thầy sám hối. Tối hôm đó thầy lên bàn Phật thầy sám hối. Sáng ngày mai gặp cái ông bên cạnh, ông đi vô chùa hoài, đi vô hàng ngày luôn, ông gặp thầy, ông đâu có nói gì đâu. Không biết sao ngày mai ông gặp thầy, ông nói, ủa, nghe thầy bị bệnh bao tử, tôi có bài thuốc gia truyền nè, tôi chỉ cho thầy. Thì ông cho thầy uống có mấy ngày hết á. Sao bao lâu nay ông không chỉ, mà nghe, bây giờ ông mới chỉ. Mình mới đặt lại cái câu hỏi đó. Đó là thầy nói bản thân thầy đó. Thì sau khi hết cái trường hợp đó xong, thầy mới phát nguyện trước Phật nha. Đáng lẽ mấy cái này mà thầy không nói, cái nguyện cá nhân thôi, mà thôi giảng tới đây để thầy nói để biết học. Thầy mới nguyện trước Phật là nếu mà con có những cái bệnh á, hay là những cái nghiệp sát gì đó mà nó chỗ cái quả mà con phải nằm một chỗ á, thì xin Tam Bảo thương chứng minh cho con. Thay vì để con trả một lần con nằm một cục á, giống như trả 100 ngàn nằm một cục đi, thì con cũng trả 100 ngàn, nhưng mà chia cho con lai ra cho con cũng trả 100, nhưng mà chia nó ra. Giống như là bây giờ thay vì con bệnh cũng nằm cục đi, thì cho con bệnh từ từ, cho con bệnh từ từ, và con nguyện là trong cái lúc mà con còn khỏe đó, thì con sẽ cố gắng con đi hoằng pháp tu tập và đem lợi ích đến cho nhiều người. Thầy phát nguyện như vậy. Mà sau đó nha, thầy sắp xếp giữ các cái dữ kiện lại, là gần như lúc nào thầy cũng bệnh, không bệnh này cũng bệnh kia. Cho đến một ngày thầy còn nhớ là đi ngang cầu Bình Triệu nè, là vào một cái buổi tối trời mưa tầm tã, mà đi về, đi giảng khuya về á, ngày xưa có chiếc xe rim của bắp á, đi nửa đường nhiều khi nó rớt luôn cái dè, rồi lủng bánh xe rồi đã dậy rồi, nó vui mà lúc mà khó khăn á, xe nó hư hoài vậy. Thầy đi ngang trên cầu lúc đó là thầy bệnh lắm. Thì nó thầy sao mình đời này từ lúc tu tập đến giờ mình đâu có làm mà sát sanh rồi gì đâu, mà sao cứ bệnh hoài nhá, giống như mình có một cái chút gì đó nó hơi buồn buồn tủi tủi á nghe. Vừa về phòng xong, lâu người xong, lúc đó thầy nghĩ cũng 11 giờ đêm rồi. Mà thường trước khi đi ngủ thầy thắp nhang, thầy lạy Phật thầy mới đi ngủ. Thầy vừa vô bàn Phật thầy thắp cái nhang xong, giống như trong đầu hiện ra. Ủa chứ lúc trước con nguyện gì? Nhất sực lại cái lực trước con nguyện gì? Con nguyện bệnh từ từ mà. Tự nhiên có ai, thầy cảm giác vậy đó nha. Sực nhớ lại, chết rồi. Sao mình đòi hỏi quá vậy không? Được voi đòi tiên quá vậy ha. Thế là thầy sám hối liền. Từ đó đến nay bệnh thì tập thể dục, bệnh thì tập thể dục, bệnh thì uống thuốc, bệnh thì cố gắng ăn uống cho không dám than thở. Đôi khi mình nghĩ mình đang xin Tam Bảo cho mình trả từ từ. Cái này là thầy tin 100% luôn. Còn quý vị tin hay không là chuyện của quý vị nha. Nhưng mà thầy xin là cái nghiệp nó trả từ từ, và trong cái đoạn mà con trả
thì con sẽ cố gắng để tu tập làm phước, sống cho nó xứng đáng cái một cái kiếp người. Đến một lúc nào đó bệnh á, bệnh mà phải ra đi, nếu cái thân cùi bắp của con nha, nếu cái thân cùi bắp của con mà còn làm lợi ích được cho Tam Bảo thì Tam Bảo chứng minh linh thiêng gia hộ cho con sống thêm. Còn nếu mà thân của con hết nghiệp, hết tuổi thọ rồi và không làm lợi ích cho Phật pháp nữa thì con mong con nhẹ nhàng con ra đi, và giống như mình phụng sự cho Tam Bảo. Cái này thầy không có muốn quý vị như vậy đâu, mà thầy kể cái câu chuyện cá nhân của thầy đó. Giống như mỗi người có một cái nghiệp, chính vì nó có những cái ấn tượng trong đời thầy á, cho nên thầy mới phát nguyện là một con kiến thầy không giết là như vậy. Mà nó thử dữ lắm. Lúc trước mình vô nhà vệ sinh mình đâu có thấy kiến đâu nha. Mà thầy là uống nước nè, thầy hay thấy kiến trong đây lắm. Uống nước là thấy kiến, vô nhà vệ sinh á, vừa mở vào nước là thấy kiến. Khuất mặt rồi thôi. Mà bây giờ mình thấy mình nguyện rồi nha. Bắt đầu mình lấy cái cây á, vớt em kiến nó ra. Rồi xong không còn mới uống, hoặc là lấy cái vớt em kiến ra. Thì một con kiến mình cũng thương như vậy. Thì từ từ mình sống trong đời mình không có kẻ thù. Mình tu dở thì mình có thể giận ai một hai ngày rồi thôi bỏ qua nha. Chứ mình ráng thương, và thầy rất là mong, chân thành mong quý vị tuyệt đối đừng giết bất cứ một con nào. Sau này cái quả sát sanh mà nó chỗ nha, thì là cái tuổi thọ của mình nó ngắn. Tuổi thọ mình nó ngắn. Thứ hai là mình bệnh. Ví dụ mình cứ hình dung mình đánh đập con nào nhiều thì mình đánh nó đầu làm sao, sau này cái quả nó chỗ là mình đau đớn như vậy. Thì hỏi sao tu, hay làm sao mình tu tập làm phước được, nó chỗ sát sanh. Thứ hai trộm cắp. Cái nghiệp ác thứ hai là nghiệp trộm cắp. Người ấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy lấy trộm tài vật ấy. Nói dễ hiểu là gì? Cái gì không phải của mình thì mình không có lấy. Được chưa? Tập cho thầy cái này nha. Thầy hãy nói vui, ở ngoài đời là quân tử trượng phu, trong đạo là người giữ giới, người giác ngộ. Tuyệt đối cái gì không phải của mình là mình không có lấy. Như bản thân thầy, thầy trong chùa thầy là chủ trì, là thầy là sư phụ của mấy chú đệ tử. Thầy muốn vô phòng mấy chú đệ tử, thầy đi thẳng vô thầy nhìn. Cái thầy mới liếc làm cái gì? Liếc đó là một dạng trộm đó. Liếc là một dạng trộm đó. Ngày hôm nay con giữ giới bác quan trai nha, không ăn phi thời. Con đang giữ bác quan trai mà hôm nay mẹ nấu cà ri bánh mì thơm quá, phải không? Rồi con giữ giới bác quan trai mà không ăn, nhưng mà con lén con ngửi. Con lén con ngửi. Đó cũng là một dạng trộm đó. Anh này anh đi qua sông, cô gái lấy mỗi người 1 đồng, riêng ảnh á cô lấy 2 đồng. Cái anh mới nói sao mỗi người khác lấy 1 đồng mà lấy tôi 2 đồng, lấy anh 1 đồng đi đò, 1 đồng anh nhìn trộm tôi, thế là lấy 2 đồng. Sau khi anh đi về lại chuyến đò nha, lúc nãy anh rút kinh nghiệm rồi, anh không có nhìn trộm nữa mà anh cúi cái mặt xuống. Cô gái đó lấy mỗi người 1 đồng, tiếp tục lấy anh 2 đồng. Anh nói tại sao cô lấy tôi 2 đồng, 1 đồng tiền đò, 1 đồng anh nhìn trộm tôi. Anh mới nói tôi đâu có nhìn trộm cô đâu, anh không có nhìn bằng mắt, anh nhìn bằng tâm. Hiểu không? Đó, khi mình giữ giới là như vậy đó. Mình giữ giới là không cố ý đi xem nghe, là ngày đó mình không có mở nhạc, mở phim tình sầu đứt ruột rồi mình nghe nha, là không, mình không có đó. Nhưng mà trong tâm mình tơ tưởng đến cái đó, thấy không? Cái đó là giữ giới tư trong tâm. Nên nó khó không? Nó khó giữ giới cho được, rất là khó. Thì cũng vậy, không trộm cắp á, cái mức độ bên ngoài nha, cái đồ đó của người ta không lấy, mình không lấy, mình không lấy. Nhưng mà luôn trong tâm mình không được lấy cái đó. Cái đó không phải của mình là mình không có lấy. Ban đầu á là mình giữ giới, không có trộm, không có lấy. Nhưng mà quý vị tu giỏi rồi, giới giữ mình. Tự nhiên mình thấy khởi lòng tham lên, có giới á, giới giữ mình để mình đừng có phạm vào. Bản thân thầy á nghe, mà thầy mà biết ai mà ăn trộm á nha, thầy nói thiệt, bản thân thầy sẽ mất ít nhiều về cái niềm tin để thầy giao cái nhiệm vụ cho cái vị nào đó. Tại vì á là mình muốn giao nhiệm vụ cho người nào, mình phải biết cái người đó rất là chân thật, một cái tánh rất là chân thật. Ví dụ đưa cho người đó 100 ngàn nha, mua hết 99 ngàn, 1 ngàn cũng phải trả về. Dù 1 ngàn đó trả về là không có lấy cho, nhưng mà phải trả về. Cái điện thoại của ai để đó, cái bức thư của người ta gửi cho mình, hoặc cái gì đó mà của người ta, như một bức thư người ta gửi cho mình đưa cho người kia, tuyệt đối mình không đọc. Cái đó cũng là một dạng trộm, nếu mình đọc cũng là một dạng trộm, thấy không? Cái không phải là ăn trộm đây là mình lén mình lấy cái đó đâu. Nó có nhiều cái khía cạnh đó, trước mắt và trong tâm của mình.
mà quý vị làm được như vậy, quý vị thấy mình đẹp không? Đẹp không? Đẹp lắm nha. Mình đẹp lắm, mình dễ thương lắm. Đó, cho nên là ráng giúp cho thầy. Cái gì không phải của mình là mình không có lấy. Bây giờ thầy nói ví dụ nha, một câu chuyện nó hơi thô một chút. Bây giờ có ai rớt 10 triệu ở đây mà không có ai hết, mình lụm không? Mình lụm không? Hả? Không, 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 không lụm, không lụm, không lụm, không lụm, không, 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 không. Nghĩ sao lụm 10 triệu là ăn trộm sao? Giới của con bằng có 10 triệu à? Là 100 triệu có thể mình lụm. Đúng chưa? Nói chưa? 100 triệu mình lụm. Không, không, chẳng lẽ cái giới của con giữ có giá có 100 triệu sao? Tỷ lụm, tỷ mình mới lụm. Và cứ nâng lên cho thầy 10 tỷ không lụm nha, 11 tỷ mới lụm. Là cái giá, cái giới của mình bằng 11 tỷ. Quý vị hiểu ý chỗ này của thầy không? Tức là khi mình tu á, mình chưa có đắc thánh đó nha, thì lòng tham của mình nó cũng có cái mức độ, mình gọi là cái sự giới hạn của sự chịu đựng. Mình có giới cho nên mình không có lấy. Nhưng bây giờ thầy nói ví dụ nè, bây giờ mình bỏ bất cứ một cái số tiền lớn cỡ nào, không có ai hết, một bậc thánh nha, các ngài có lấy không? Các ngài không lấy vì các ngài giữ giới phải không? Không, không nha, không phải. Cái này gọi là giới tự nhiên. Tức là bậc thánh không lấy vì các ngài không còn lòng, lòng tham. Còn mình tham không? Còn không? Còn. Mình không lấy luôn nha. Mình không lấy nhưng mình còn tham không? Còn. Mình không lấy vì mình giữ, giữ giới. Còn các ngài không lấy vì trong tâm của các ngài không còn một cái điều kiện nào để có tâm tham khởi lên để lấy. Vì hiểu chưa? Cho nên ngày nào mình chưa đắc thánh thì không bao giờ tự mãn cái điều gì hết nha. 10 tỷ không lấy, 11 tỷ mới lấy nha. Nhớ. Không 11 tỷ không lấy, 15 tỷ cứ nâng lên cho thầy, thế nào cũng sẽ có lúc chạm vô dồn cái giới hạn của sự chịu đựng của mình nè. Đó. Thì cũng vậy, ở cái giới thứ hai á, ở cái điều ác thứ hai, cái gì cũng phải của mình không có lấy. Mà nếu mà mình thường phạm vào cái nghiệp bất thiện mà ăn trộm á nha, thì sau này cái quả của mình là mình căn bản trước nhất là mình hay bị mất đồ nè. Thứ hai là cái tiền, cái tài sản của mình đó, nó cứ đi ra hết đường này đường khác à. Nó không đi đường này, nó không đi đường khác, nó cứ tẩu tán đường này đường khác, nó tẩu tán đường này đường khác. Coi chừng mình mắc vô cái nghiệp, tiền nghiệp nào đó mình ăn trộm á. Yeah. Nhưng nhớ giùm thầy là phải nhiều lần để ý nha, chứ không phải thầy ơi con mới bị mất cái xe, chắc nghiệp của con mất xe. Thôi sao mất, con để trước ở nhà. Con có khóa không? Dạ không. Để chìa khóa của nó luôn hả? Dạ. Cái đó chưa chắc nghiệp, nó ẩu à. Nó ẩu chứ chưa chắc nghiệp đó nha. Nghĩ sao xe để đó, chìa khóa để đó luôn. Giống như nè, anh lấy đi, ai tới ai thiếu tới lấy đi, đúng không? Cho nên có những cái không phải là nghiệp nha, mà do cái cách hành xử của mình. Rồi thứ ba, sống tà hạnh. Tà hạnh ở đây là sao? Người ấy sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gọc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Đó, tức là sao? Nếu mà nói ở đời sống vợ chồng của quý vị, tà hạnh ở đây là gì? Mình không ăn nằm với người ngoài vợ hay chồng của mình. Có nhiều người hiểu lầm là đi vô quy y tam bảo là không được lấy vợ, không được lấy chồng. Đâu phải. Có nghĩa là quy y tam bảo rồi quý vị vẫn lập gia đình bình thường chứ. Nhưng mà mình không ăn nằm với người ngoài vợ hay chồng của mình. Đó, thì cái đó, nếu mà mình ăn nằm với người ngoài vợ hay chồng của mình thì cái đó gọi là tà hạnh hay là tà dâm. Thì cái người mà nếu mà mắc vào tà hạnh thì cái nghiệp sẽ là như thế nào? Nhắc tới đây thì không kể câu chuyện này thầy cảm thấy thiếu lắm. Là cái câu chuyện mà thầy hay kể cho quý vị, mà có cái cô gái vừa đẹp, vừa giàu, vừa thông minh, vừa đạo đức á, cái gì cũng tốt hết á, mà cứ lấy chồng ở vài bữa xong rồi là chồng trả lại, nhớ không? Đó là vì cổ phạm vào cái nghiệp tà hạnh. 7 kiếp, kiếp thứ 7, kiếp thứ 6, kiếp thứ 5, kiếp thứ 4, kiếp thứ 3, kiếp thứ 2. Và tới cái kiếp mà vào thời Đức Phật á, là cổ mọi cái, mình gọi là mọi cái tốt hết. Nhưng mà khi mà cổ lấy chồng về á, là ở mấy buổi là chồng cổ trả về. Đến nỗi mà ông cha lấy luôn cái người ăn xin á, lấy luôn người ăn xin về, gả con gái cho, để tài sản cho, lấy cây gậy, lấy cây bát, lấy cái bộ đồ rách đi ăn xin đó, giữ lại, giao luôn cái tài sản bà con gái cho. Vậy mà mấy buổi rồi cũng xin lại cây gậy, xin lại cái bát, xin lại cái bộ đồ rách, để làm gì? Để đi ăn xin. Thấy khủng khiếp không? Là tại vì sao? Tại sao mà con được hết mọi cái mà con bỏ? Con cũng không biết nữa. Con biết tại sao mà con cứ ở gần vợ con,
không có cảm tình. Cho nên cái người mà mắc vào cái nghiệp tà hạnh đó nha, dĩ nhiên nặng á, tất cả những cái điều thập ác này nặng á, là đều là địa ngục hết, ngạ quỷ hoặc súc sanh hết. Nhưng mà nhẹ á, là người ta nhìn mình người ta không có cái cảm tình với mình. Đó. Thứ tư, bây giờ mình qua khẩu nha. Đó là ba cái ở thân rồi đúng không? Sắc sanh, trộm cắp, tà hạnh. Thứ tư là khẩu. Đầu tiên là nói dối. Người mà phạm nói dối là sao? Có nói không, không nói có. Thầy biết cái này coi vậy dễ hay khó dữ? Hả? Dễ hay khó? Khó lắm. Mình cứ hình dung là 10, cấp độ 10 là mình gọi là giữ trọn vẹn đi nha. Thì thôi cứ tùy cấp độ, có người giữ được 1, được 2, được 3, được 4, được 5, được 6, được 7 gì đó, tùy mình. Người mà phạm vào nói dối á, sau này cái quả mà nó chỗ nghe, nặng thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nhẹ là gì? Là mình hay bị người ta vu oan. Vu oan á. Tại sao? Mình đâu có nói đúng sự thật đâu. Thì bây giờ người ta vu oan mình có đúng sự thật không? Không. Công bằng không? Rất là công bằng. Vào thời Đức Phật, có một vị cư sĩ, ngày đó ông mới vào trong tinh xá sáng sớm, mấy vị ông đang rửa mặt. Đang rửa mặt xong có cái một người hàng là có một người ăn cắp á, lấy đồ trong cung vua chạy ngang đó, cái quăng cái đồ ngay chỗ cái vị cư sĩ này, và ngài bị giết oan luôn. Mình nói thương ngài quá, ngài oan ức quá, ngài đâu có lấy đồ đâu mà cuối cùng lính của vua giết ngài, oan quá. Nhưng mà với bậc thánh á, các ngài nhìn về một cái cuộc luân hồi á, không có gì oan chứ. Tiền nghiệp ngài đổ oan cho người khác, bây giờ ngài bị oan lại vậy đó. Rồi thứ năm là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là như vậy nè. Tới đây, ví dụ như chị A khen chị B, chị B, em thấy tối nay sám hối ở chùa An Lạc, chị đẹp nhất gì trong buổi sám hối này nha. Cái bắt đầu qua gặp cô C, chị C biết không? Cái chị đó đó, nhìn cái mặt hâm hâm như nồi thịt bằm đó, qua đây khen người ta đẹp nhất nhì nha. À, bên này á, khen qua gặp chị này thì khen là chị đẹp, là nét đẹp của chị là chim sa cá lặng. Qua gặp cô kia nói nét đẹp của chị này cơm chiên cá mặn đó. Một bên đó thì nói là chim sa cá lặng, nó là cơm chiên cá mặn. Bên này là khen người ta quá chừng, cái qua bên kia nói khác lại đó. Thì cái đó gọi là nói hai lưỡi nha. Mà thầy để ý mình hay mắc vô mấy cái nghiệp của khẩu lắm. À, chị ơi, nếu mà ngày chủ nhật á, chị thích thầy tặng cho chị cái quyển khẩu nghiệp nha. Thầy có giảng bài khẩu nghiệp gần 30 bài kinh nha, khoảng hơn 100 trang á. Dạ, thầy tặng cho chị cái quyển khẩu nghiệp. Thầy giảng cái bài đó là thầy muốn tặng cho đại chúng lắm á. Dạ, bữa đó thì chỉ in ra một vài quyển để nhìn cho vui thôi. Để nhìn cho vui thôi, giới thiệu thôi, chứ chưa có in kịp. Thì mình rất dễ mắc vào cái khẩu. Rất dễ mắc vào cái khẩu. Nặng á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhẹ á, là tùy nha. Nói dối nhiều, mình hay bị vu oan. Nói hai lưỡi nhiều, mình sau này mắc vô cái nghiệp này nè, bị. Mình sống ở đâu mình cũng bị chia rẽ chứ. Chia rẽ với vợ mình, với chồng mình, với con mình. Mình sống ở đâu giống như mình cũng bị cách ly vậy đó nha. Mọi người đang yên, đang lành mà có lọt mình vô, cái là mình bị lọt ra. Có nghĩa là mình chia rẽ người khác, cho nên bây giờ mình rất là khó được hòa hợp và êm ấm. Tại vì lời nói của mình đó, mình nói không đúng sự thật, mình chia rẽ mà. Mình khen bên này, mình chê bên kia mà không có đúng sự thật, làm cho mọi người mất đoàn kết, mất hòa hợp, không có đến gần với nhau được. Và vì vậy bây giờ, khi mà cái nghiệp bất thiện này nó chỗ nghe, là đời này của mình là mình sống ở đâu mình cũng bị giống như cứ lũi mình không có được hòa hợp, không có được êm ấm, không có được đoàn tụ. Hiểu chưa? Hiểu cái nghiệp bất thiện này chưa? Nó khổ lắm. Còn ác khẩu là sao? Kế tiếp là ác khẩu. Ác khẩu là nói những từ rất là thô tục, thô bạo. Những cái từ mà lúc trước mình chưa biết tu, thầy cho thầy xin mấy phút thầy nói lại nha. Chứ thật ra khi mà thầy nói là mấy từ này thầy cũng khó nói lắm. Một là chửi tục, hai là nói nhìn cái mặt ngu như bò. Ví dụ vậy, ngu như bò, ăn như heo. Đó, bỏ mấy cái từ đó đi. Nhiều khi mẹ, mấy người mẹ mà có giận con á, đừng có chửi con nha. Nha, đừng có chửi con kiểu này, đồ cô hồn các đảng. Có cái cô đó, cô tới, cô sám hối thầy rồi. Cô nói lúc trước con chửi con của con đồ cô hồn các đảng, mà bây giờ nó thành cô hồn các đảng thiệt luôn rồi. Nó ăn ở ngoài đường đi đua xe mà, thành cô hồn các đảng thiệt luôn. Nha, rồi đừng có chửi con nữa. Tao mà biết mày lì như vậy, tao xin cái trứng tao ăn được rồi. Hồi trước tao hay bị chửi vậy á. Đó, có nghĩa là mấy câu chửi đó nó nặng lắm nha. Đừng có chửi người ta xấu, xấu như quỷ, xấu như ma, như quỷ gì đó, rồi ngu như bò. Tuyệt đối, đừng có nói mấy câu đó. Nghiệp bất thiện nó chỗ đó. Ngài Bàn Đặt á,
Ngài học có một cái câu kệ không có thuộc, học hoài không thuộc. Tại vì Ngài có một cái lời chê với một cái vị tỳ kheo là già học hoài không thuộc. Trong khi lúc đó Ngài là Tam Tạng, học là thuộc, học là thuộc. Có một vị đó học chậm á, Ngài chê. Tới thời Đức Phật có một câu kệ Ngài học hoài có thuộc đâu. Giống như nghiệp nó che vậy đó. Cho nên là cứ nói ác khẩu, sau này mình bị mắc cái quả gì, mình cũng toàn bị làn dao găm lựu đạn lại không. Người ta nói với người đó dễ thương lắm, mà cứ tới mình là bắt đầu mình bị ăn mảnh chài nha. Cái mình để ý tiếp, ồ sao mà cái chị này chỉ nói với rất nhiều người dễ thương, mà tới mình lại bị nữa. Mình phải để ý, sao mà cuộc sống của mình rất là nhiều lần bị cái này. Thì phải đặt câu hỏi liền cho thầy nghe. Đó, chứ mình không có dễ thương gì lắm đâu. Thầy ơi con hiền như nay mà sao con hay đạp gai đau khổ, không dám hiền đâu. Hoặc là hiền đời này thôi nha, chứ đời trước chưa chắc hiền đâu. Rồi, còn nói phù phiếm là sao? Nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có bạch lạc hệ thống, không có lợi ích. Nói dễ hiểu là nói những lời phù phiếm. Thì sau này á, mình toàn nghe lại những lời cũng là phù phiếm, không có lợi ích đâu mà. Cái quả nó mắc lại y như vậy. Rồi bây giờ mình qua ý nha, thầy sẽ giảng kỹ cho quý vị cái số 10 chút rồi mình nghỉ nha. Qua ý có 3. Thứ nhất là có người tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Tức là sao? Với cái tâm tham dục á, với cái tâm tham lam á, mong muốn sao? Mong muốn cái của người khác phải trở về mình. Mỗi người á có cái tánh khác nhau quý Phật tử. Hôm trước thầy giảng trong cái bài khóa tu ở đây, quý vị được quý vị nghe lại cái bài đó là 6 khuynh hướng tâm lý nha. Căn bản chúng sanh của mình có nhiều cái khuynh hướng tâm lý lắm. Nhưng mà căn bản nổi trội thì sẽ có 6. Tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh giác và tánh tầm. 6 tánh này ai cũng có hết, nhưng sẽ có một tánh nổi trội. Có người cả đời của họ là thích cái này, thích cái kia, đủ thứ hết, thì nó nổi về cái tánh tham. Còn tánh sân là sao? Ở đây có người có sân tâm khởi lên hại ý hại niệm như sau: mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Tức là người này trong cuộc sống của họ, họ hay nóng nảy, hay bực bội, hay khó chịu, hay muốn cho người khác tổn thương, muốn người khác đổ vỡ. Mà cái tâm sân á, nó chiếm lĩnh, nó chiếm cứ tâm người đó rất là nhiều. Thì như vậy thì cái này gọi là cái nghiệp ác sân, tâm sân đó, tâm sân, tâm tham. Thầy có giảng á, riêng một cái bài, không phải riêng một bài, ba bài. Hồi nãy thầy nói về bài khẩu nghiệp á, thầy giảng ba bài pháp. Riêng về bài tâm sân thầy cũng giảng ba bài, cũng rằng tập sách luôn, cũng khoảng cỡ 150 trang á, tức là bài pháp chuyên sâu á. Nếu mà quý vị muốn nghe bài tâm sân thì chủ nhật này tới khóa tu nha, thầy sẽ gửi riêng cái file đó cho quý vị đọc khoảng hơn trăm trang, để mình thấy cái khủng khiếp của cái tâm sân nó như thế nào. Mà thầy hãy dùng cái từ bình dân mình dễ hiểu là khi mà mình bực mình là mình sẽ trở thành bình mực. Nhớ vậy đó. Khi mình bực mình là trở thành bình mực. Mà bình mực tức là nó đen. Và tức là đen vô minh rồi đó, là từ đó là mình làm đủ thứ chuyện hết. Mà quý vị để ý lại trong đời của mình, rất nhiều lần mình làm những cái nghiệp bất thiện trong tâm sân, phải không? Đó, trong tâm sân. Và khi mình sân lên rồi mình đâu có sợ gì đâu, phải không? Có sợ gì hết trơn á. Nhiều khi mình nói vậy nè, tôi xuống địa ngục tôi cũng làm nữa. Đó, nhiều khi mình nói vậy đó. Xuống ngạo quỷ tôi cũng làm nữa. Tôi làm heo làm bò tôi cũng nói nữa, tôi cũng làm cho hả dạ hả gan đó. Khi sân lên lúc đó là bình mực mà. Mà bình mực rồi thì đâu có thiện ác tội phước gì nữa đâu. Thì người nào mà nặng tâm tham nè, tâm sân, thành nghiệp bất thiện không? Thành nghiệp bất thiện. Bây giờ cái thứ 10, tà kiến nha. Nghe kỹ giùm thầy cái chỗ này, thầy sẽ giảng kỹ cái chỗ tà kiến nè. Trước nhất quý vị hiểu giùm thầy cái từ tà kiến là gì? Tà kiến, kiến là cái thấy, hiểu biết. Tà là sai lệch. Vậy tà kiến tức là cái nhìn, cái thấy sai lệch. Được chưa? Sai lệch, nó không có đúng sự thật. Hoặc thì gọi là tà kiến. Và với phàm phu, với chúng sanh, với phàm phu, với những người mà không được học Phật Pháp, hoặc không có duyên để mà nghe những cái đạo lý hoặc là những cái sự thật ở cuộc đời, thì rất dễ mắc vào tà kiến. Và sẽ thường mắc vào những cái tà kiến này. Bây giờ thầy mời quý vị
ráng nắm cho thầy chỗ này. Thì hy vọng là nếu mà quý vị có lọt vào cái nào trong cái này là phải sửa liền nha, thay đổi liền. Thứ nhất, không có bố thí, không có cúng dường. Cái người mà mắc vô tà kiến, họ không tin bố thí, không tin cúng dường. Tức là sao? Họ không tin rằng bố thí có phước. Họ không tin rằng bố thí có lợi ích, cúng dường có lợi ích. Nhiều khi đó, mà quý Phật tử đi chùa, cúng dường ở chùa cũng bị họ chửi nữa nha. Nhiều khi nói, ở nhà cha mẹ không lo, đi vô cúng dường ở chùa. Có bị chửi gì không? Có nào bị chửi gì không? Cũng có nữa ha. Chứ quý thầy trong chùa có kêu quý vị bỏ cha mẹ đâu, phải không? Nhưng mà ở đây mình biết rằng bố thí, ở đây không phải là chuyện cúng dường cho chùa không. Quý vị có thể đi bố thí, đi từ thiện. Tại sao mình làm được những điều này? Tại vì quý vị biết đó là những điều, điều thiện đúng không? Điều phước đúng không? Điều tốt đúng không? Nó cho quả lành mình mới làm đúng không? Nhưng với người tà kiến là họ không tin. Họ không tin. Con lần con vị nói với thầy, thầy nói bố thí là nhân giàu đúng không? Bây giờ tôi bán nhà tôi bố thí luôn, với điều kiện thầy chị sẽ giúp cho tôi là khi nào tôi giàu. Khi nào tôi giàu, nếu mà thầy nói cho tôi biết khi nào tôi giàu, tôi bán nhà tôi bố thí luôn. Đó, lúc đó thầy mới nói thế này, là có những cái nghiệp đó quý vị, cái nghiệp thiện đó, nó sẽ trổ trong 7 ngày. Chắc chắn luôn nha, nó trổ trong 7 ngày. Với điều kiện là quý vị phải làm 4 điều. 4 điều đó thầy có giảng rồi, thầy giảng trên trang Facebook của thầy quý vị. Mấy ngày trước thầy có đăng quý vị nghe lại để hôm nay không có thời gian. Nếu quý vị đầy đủ 4 điều, làm được 4 điều đó, quả lành chắc chắn trổ trong 7 ngày. Còn cái trường hợp căn bản nha, thì quý vị nhớ giùm thầy một cái bài kinh. Phật nói có 4 điều trong đời mà với phàm phu của mình á, mình không thể biết được. Tức là mình không thể biết được tường tận rõ ràng được. Tại sao? Tại vì mình là phàm phu. Và Phật nói thế này, nếu mà mình muốn biết cho tận nguồn gốc á, là coi chừng mình bị điên luôn. Mà tại sao như vậy? Là tại vì cái vòng duyên nghiệp của chúng sanh á, nó dài vô tận mà. Mà bây giờ nội nè, bây giờ mình nói 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, đôi lúc mình nhớ còn chưa có kỹ nữa đúng không? Thì làm sao mình có thể biết được nhiều kiếp trước được? Thì Phật nói có 4 điều mà với phàm phu rất là khó có biết được cho tường tận. Một là Phật giới, là cảnh giới chư Phật, mình biết được không? Không. Hai là thiền giới, cảnh giới của người đắc sơ nhị tam tứ thiền, mình biết được không? Không. Ba là thế giới, thế giới này có bao nhiêu thế giới, mặt trăng, mặt trời, hoặc như nó vận hành như thế nào, mình biết được không? Mình chỉ biết chung chung thôi, đâu có biết rõ đúng không? Và thứ tư nè, nghiệp của chúng sanh. Khi mà một nghiệp của chúng sanh nó chín rồi đó, nó chỗ rồi đó, mình nói anh nghèo quá ha, nghiệp của anh là tiền kiếp anh ít đi bố thí á, mình chỉ biết chung chung thôi, chứ chưa chắc do cái người đó không bố thí đâu. Có thể cái kiếp trước á, người đó đi bố thí là gấp cả ngàn lần mình. Nhưng mà có một lần, có một phút thôi, họ thấy cái người nghèo quá, họ khởi cái tâm khinh cái người nghèo. Mà khổ một cái là bây giờ họ nghèo là việc cái nghiệp nó đang chỗ, chứ không phải là họ không bố thí. Ý thầy muốn nói là gì? Mình chỉ biết chung chung thôi. Đó. Nhưng mà với cái người tà kiến, họ không tin có bố thí nha, họ không tin có cúng dường. Rồi, quý vị thoát qua được cái này rồi đúng không? Kế tiếp nè, không có tế lễ. Không có tế lễ là sao? Tức là họ không có tin những nghi lễ, các buổi tế lễ, tế đàn, thờ cúng gì hết trơn á. Là Phật tử á, quý vị nhớ giùm thầy cái mấu chốt nha. Để, là Phật tử mình hành xử với những vị vô hình. Vô hình ở đây là ai? Là những vị không có hình tướng. Cái nghĩa đen là như vậy. Mà những vị không có hình tướng là ai? Một là chư thiên, được chưa? Hai là ngạ quỷ. Nói tổng quan là như vậy. Thì chư thiên thì có thể là các vị chư thiên nè, các vị dạ xa nè, các vị Atula nè, các vị Càn Thác Bà nè nè. Đó. Và các vị ngạ quỷ hay mình gọi là các vị hương linh. Đó. Thì mình gọi là vô hình. Thì Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái kinh mà mỗi buổi tối chùa mình hay tụng đó. Một tuần mình tụng kinh Pháp Cú, một tuần mình tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì những cái ngày cuối đời của Phật á, Phật mới đi ngang cái đoạn đường đó, Phật mới thấy hai cái vị đại thần của vua A Xà Thế đang xây những cái cổng thành. Thì Phật mới nói là có cái sự trợ giúp của các vị chư thiên ở trong đó. Và sau đó Phật mới dạy cái đoạn kinh nói về chư thiên. Phật nói thế này là ở cái nơi nào, chú xứ nào mà mình hành xử với các vị chư thiên á, với tâm từ ái nha, thì các vị đó cũng đối xử lại với mình bằng tâm từ ái. Và kết lại, khi mà mình hành xử với các vị vô hình,
mình đối xử với các vị đó bằng tâm nào thì các vị đó đối xử lại với mình bằng tâm đó. Được chưa? Đó, vậy đó. Nhớ vậy đó. Có Phật tử, thầy có câu thần chú nào đọc cho con để con đuổi ma ra khỏi nhà con. Ôi trời ơi, mình thương hết thì mình đi đuổi. Ủa, làm gì Phật pháp có cái nào đuổi đâu. Không có, thương hết không có đuổi nha, hiểu sai nha. Hoặc mình đuổi người này đuổi người kia, không có, Phật pháp không có đuổi. Thương, hồi hướng, tâm từ chứ không có đuổi nha. Thì bây giờ các vị ngạ quỷ hay là các vị vô hình thì mình hồi hướng phước cho họ để họ hoan hỷ, để họ sanh cảnh giới lành. Các vị chư thiên mình hồi hướng phước cho các vị đó để các vị đó hoan hỷ, để các vị đó được an lạc. Và khi mà mình đối xử với các vị đó bằng tâm nào thì các vị đó đối xử lại với mình bằng tâm đó. Vậy thì những cái việc mà nghi lễ thờ cúng tế lễ, Đức Phật không có phản bác. Vì nhớ nha, Đức Phật chỉ phản bác cái chuyện này là tế lễ, tế đàn mà sát sanh, sát sanh và làm trên cái vật phẩm á, làm trên cái sự đau khổ của chúng sanh là Phật không có khuyến khích. Mà đến hôm nay nhiều nước trên thế giới người ta có những cái cuộc tế lễ nha, là giết rất là nhiều con vật nha, vẫn còn. Phật không có khuyến khích cái đó. Tức là Phật khuyến khích là cái chuyện mà tế lễ, tế đàn á, thờ cúng á, thứ nhất là không sát sanh, và thứ hai là không có làm cho chúng sanh đau khổ. Nhưng mà với cái người tà kiến là không tin luôn cái tế lễ gì luôn, là tà kiến nha. Rồi, các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục. Là sao? Họ không tin rằng những cái hành vi thiện nè, ở thập thiện ở thân khẩu ý nè, hoặc là thập ác ở thân khẩu ý nè, họ không tin rằng làm ác á, là cho quả khổ, làm thiện là cho quả vui. Đó, không tin. Họ chỉ tin là sống đời này thôi. Bây giờ anh nói đúng không? Bây giờ tôi chửi cái người đó đúng không? Tôi mắc lại cái quả bị chửi lại đúng không? Bởi tôi chửi bữa giờ tôi có bị mắc lại đâu. Đó, họ nói vậy đó. Hoặc là họ nói vậy nè, anh nói sát sanh đúng không, là bị bệnh đúng không, sát sanh là chết yểu đúng không, anh có để ý cái ông hàng xóm đó không, ông làm luôn cái lò mổ đó mà anh thấy không, ông khỏe như gì đó, ông sống thọ gì đó. Họ lấy cái lý do đó ra. Thì bây giờ mình sẽ giải thích làm sao, giải thích làm sao. Thì mình giải thích như vậy nè, cái đời này ông sát sanh là cái nhân xấu của đời này nha. Còn cái việc mà ông sống lâu là cái quả lành của ổng, ổng đang hưởng trong một cái tiền nghiệp nào đó. Đó. Còn cái nhân ổng sát sanh, đủ duyên nó sẽ chỗ. Còn bây giờ ổng sống lâu là do cái tiền nghiệp ổng làm phước làm gì đó, bây giờ ổng sống lâu, ổng đang hưởng cái quả. Vì hiểu không? Cho nó chưa có chỗ thôi. Nhưng mà với cái người mà tà kiến, họ không tin rằng điều thiện cho quả vui nha, điều ác cho quả khổ. Họ không tin rằng nghiệp thiện ác khi mà nó chín mùi nó sẽ cho khổ hay vui tùy theo cái nghiệp thiện ác, họ không tin nha. Rồi mời quý vị nghe tiếp. Không có đời này, không có đời sau. Tức là chết là hết. Nhớ giùm thầy, cái này là gì? Nặng nhất. Mà nếu mà cái quả của cái này nó chỗ nha, thì mình chấp đoạn mà, chết là hết đó. Thì sao? Thì giống như mình sẽ bị lọt vào một cái địa ngục rất là nặng. Cái quả rất là nặng. Đây gọi là chấp đoạn, tà kiến chấp đoạn. Trong khi học Phật pháp á, chết thì mình đi đâu? Hả? Chết thì mình đi đâu? Có ai biết xong chết mình đi đâu không? Dạ con biết. Đi đâu? Đi đâu còn lâu mới biết. Chết rồi mình đi theo nghiệp của mình. Còn nghiệp đó là như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái này nè. Một, cái cận tử của mình á, cái tâm cận tử, tức là cái tâm lúc mà mình sắp mất, cái trạng thái tâm nó như thế nào thì cái kiếp kế tiếp nó tương xứng với cái đó. Thứ hai, nếu mình đắc thiền nha, đắc sơ nhị tam tứ thiền, mình mất với cái tâm thiền mình tái sanh lên phạm thiền. Nếu mình đắc thánh á, mình đắc thánh rồi thì mình sẽ chấm dứt vòng luân hồi. Đắc thánh A-la-hán là chấm dứt vòng luân hồi, có đường đi nước bước rõ ràng. Nhưng với người tà kiến, họ không tin rằng có đời sau đời gì, chứ có đời này không có đời sau gì hết á. Tiếp, không có mẹ, không có cha. Làm sao? Làm sao? Chỗ này mà không giải thích là mình lùng bùng luôn đúng không? Cha mẹ mà không thấy trước mắt. Nhưng mà tại sao cái người tà kiến họ không tin rằng là không có mẹ, không có cha? Là cái chỗ này nè quý vị. Cái người tà kiến á, họ nói rằng cha của tôi là tên A, mẹ của tôi tên B đi ha. Họ nói là do vô tình thôi, do ngẫu nhiên tôi gặp cha mẹ thôi, đời này thôi, chứ không có duyên nghiệp gì hết trơn á. Họ không tin rằng trước khi cha mẹ của họ có mặt ở đời này là cha mẹ của họ đã có mặt ở trong quá khứ rồi. Một cái duyên nghiệp nào đó cha mẹ của họ mới có mặt đời này. Họ không tin rằng sau khi cha mẹ của họ mất, dĩ nhiên là chưa đắc thánh nha,
thì cha mẹ của họ cũng sẽ tiếp tục tái sanh ở những cái kiếp tương xứng với cái nghiệp của họ. Và họ cũng không tin rằng giữa họ và cha mẹ của họ cũng có một cái nhân duyên nào đó. Họ không tin điều đó, mà họ tin rằng cha mẹ và họ là vô tình vậy thôi, ngẫu nhiên vậy thôi. Hiểu chỗ này chưa? Đó là như vậy đó. Mà đến hôm nay có nhiều người tin như vậy không? Có không? Có đó. Vô tình gặp cha mẹ à? Đó. Rồi tà kiến kế tiếp nè. Đáng lẽ cái chỗ tà kiến này phải cho thầy giảng 2 tiếng nha, mà giờ thầy giảng có 15 phút à. Không có các loại hóa sanh. Không có các loại hóa sanh. Người tà kiến họ không tin rằng có các loại hóa sanh. Hóa sanh là gì? Hóa sanh là gì? Tổng cộng đó nha quý vị, mình tất cả chúng sanh trong đất trời này, trong tam giới này, trong vũ trụ này sanh ra một trong 4 cách thôi. Một là thai sanh. Thai sanh là sanh ra từ bào thai. Thì con người mình sanh từ bào thai nè, phải không? Một số con vật cũng sanh từ bào thai là thai sanh. Thứ hai là thấp sanh. Thấp sanh là một số nơi ẩm thấp á. Quý vị thấy một số nơi ẩm thấp rùi mũi nó phát sanh không? Hay là thấp sanh. Thứ ba là noãn sanh. Noãn là gì? Noãn là trứng. Một số loài chúng sanh sanh từ trứng. Ví dụ như con gà, vịt đúng không? Sanh từ trứng. Vậy là có thai sanh, thấp sanh, noãn sanh. Và thứ tư là hóa sanh. Hóa sanh. Vậy thì hóa sanh là gì? Hóa sanh là loài chúng sanh sanh ra mà không cần những điều kiện sinh học, thì gọi là hóa sanh. Nó dễ hiểu như thế này. Con gà nó muốn sinh ra nó cũng phải có mẹ không? Có mẹ có cha, ví dụ vậy ha. Con người của mình sinh ra phải có mẹ có cha đúng không? Phải có mẹ có cha chứ tự nhiên đâu lòi ra mình không? Phải có mẹ có cha. Nói dễ hiểu là phải có tinh cha huyết mẹ với thần thức thì mới có mình. Nhưng các loài hóa sanh là không có cần cha mẹ, không cần điều kiện sinh học gì hết. Ủa có không quý vị? Có không? Bây giờ thầy chứng minh cho nha. Kể giùm thầy, trong dục giới có 6 cõi coi. Cõi nào? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đúng không? Giờ thử coi cõi nào sanh bằng 4 cái hồi nãy nha. Cõi trời sinh sao? Hả? Bữa nào mà quý vị đang ngủ nha, thấy thơm thơm, mát mát, nhạc du dương, lâu đài, thiên nữ hầu, biết rồi đó nha. Không, cái này nó thật sự là như vậy đó. Hôm trước thầy kể cái vị tỳ kheo đó, ngày đang hành thiền cho ngày mất đó, ngày thấy cung nữ hiện ra, lâu đài hiện ra đó. Cái người có phước á, cái người có phước sanh thiên giống như ngủ dậy một cái vậy đó, mát mẻ tươi vui nhẹ nhàng vậy đó. Bữa nào mà mình bệnh á, mình nằm trên giường bệnh á, mình tu tập cái đề mục hơi thở thì mình an trú trong cái hơi thở. Mình tu tập đề mục niệm ân Đức Phật, mình an trú trong đề mục Đức Phật. Mà nếu chỗ này có đi luôn á, đi trong cái đề mục đó, thầy nói phước dữ lắm luôn. Nhiều khi thầy giảng tới đây thầy hãy nói, mà cái này nói thiệt đó. Nhiều khi thầy nói thầy đang giảng mà thầy đang hoan hỷ trong pháp mà thầy đi luôn trong lúc này, thầy ước mơ được vậy luôn á. Sợ không có đi lúc này mà bữa nào ngáp mới đi. Đang hoan hỷ trong pháp mà đi, trời phước phần luôn á, mà sợ đi không được trong lúc hoan hỷ giảng pháp thôi. Nên á, chư thiền sanh, hóa sanh đúng không? Hóa sanh. Rồi. Atula. Hóa sanh không? Hóa sanh. Ở chư thiên đó nha. Vậy thì bây giờ nếu mà chư thiên hóa sanh, làm sao mình biết đó là con, đó là vợ? Thấy không? Nếu mà cái vị chư thiên đó nha, hóa sanh ở trong cái lâu đài đó, thì cái phước của cái vị chư thiên là quản lý cái lâu đài đó. Còn mà thiên chúng đó nha, thiên chúng là hóa sanh ở trong cái khu vực của cái lâu đài đó, tức là cái giống như cái người phục vụ cho cái vị thiên chủ đó. Rồi nếu cái vị chư thiên nó tự nhiên xuất hiện với cái bắp đùi á, thì đó là con của cái vị chư thiên đó, là con. Còn nếu mà trong cái giường ngủ của vị chư thiên đó có một thiên nữ xuất hiện thì biết đó là vợ. Nghe thầy giảng cái bài đời sống chư thiên 6 cõi trời dục giới đi. Chư thiên sống làm sao, ăn thế nào, ngủ thế nào, hưởng thụ thế nào, sống bao lâu, nhân sinh lên đó làm sao, trên đó có cái gì, để bữa nào mình lên đó mình còn biết chứ không đỡ bỡ ngỡ. Không có này nói thiệt đó. Nghe cái bài đó đi khoảng 2 tiếng à. Đời sống chư thiên 6 cõi trời dục giới thầy có giảng rồi, trong 100 bài giáo lý cơ bản á. Rồi giờ mình đi qua mấy rồi nè. Trời rồi, Atula rồi, người. Người thì sanh sao? Thai sanh đúng không? Đối với quý vị có người nào mà sanh hóa sanh không? Có không? Có đó, thời Phật đó. Thời Phật có cô Ambapali
Anh Ba Bali là người sanh dưới gốc sòi, người giữ gốc sòi á. Tự nhiên dưới gốc sòi hiện ra cổ á. Rồi bắt đầu liếc thầy là nha, liếc thầy là nha. Tự nhiên có người nào sanh dưới gốc sòi. Diễn nhiên chuyện này nó rất là ít, rất là hiếm quý vị. Nhưng mà đâu đó có một số cái nghiệp, cái nguyện nào đó. Tại vì cô Anh Ba Bali á, cái tiền nghiệp đó là cổ có cái nguyện là cho con cũng đắc được đạo quả. Nhưng mà kiếp nào mà chưa đắc á, né được bụng mẹ thì né. Trên thời Đức Phật là cổ sinh dưới gốc sòi, hóa sanh. Cái chuyện này rất là ít, rất là hiếm nha quý vị. Đa phần con người là thai sanh hết. Rồi kế tiếp nè, địa ngục sanh bằng gì? Hóa sanh. Ngạ quỷ sanh bằng gì? Hóa sanh, đúng không? Người nào mà chấp trước, tham lam, bỏng sẻn chết có phải làm ngạ quỷ không? Có phải hóa sanh không? Còn bàn sanh sanh bằng gì? Bàn sanh, thai sanh có không? Có không? Thấp sanh có không? Nản sanh có không? Hóa sanh có không? Bàn sanh có hóa sanh không? Có luôn nha. Bàn sanh có những loài, có những loài bàn sanh mà có phước đó nha, hóa sanh giống như một đó là các vị ở trên cõi tứ đại thiên vương á, chư thiên á đó. Đó thì quý vị nghe mấy cái bài pháp á thì sẽ hiểu thêm về cái thế giới này nó muôn hình vạn trạng á, tùy theo nghiệp của chúng sanh. Nhưng mà cái người tà kiến không tin là có hóa sanh, không tin. Họ chỉ tin là muốn có mặt là phải có cha có mẹ, muốn có mặt là phải có những điều kiện sinh học, chứ họ không có cái chuyện mà làm gì có cái loài hóa sanh. Hôm nay mình học tới đây mà nếu mình có cái này mình bỏ cái tư tưởng này đi nha, tại vì có những loài hóa sanh, hiểu chưa? Rồi kế tiếp, trong đời không có các sa môn bà la môn chân chánh hành trì chân chánh thành tựu sau khi tự chi tự chứng lại tuyên bố cho đời này và đời sau. Tức là họ không tin đời này có Phật, một vị không thầy tự ngộ rồi dạy lại được con đường. Họ không tin rằng một người mà ai cũng thương chân. Họ không tin rằng trên đời này có một người mà ai cũng thương hết trơn á. Giờ thầy hỏi quý vị nè, Thời Phật á đâu phải ai Phật cũng nói người ta cũng nghe, đúng không? Phật hóa hữu nhân duyên. Có những người Phật nói người ta cũng không nghe. Và có những người họ hại Phật không? Có luôn. Nhưng Phật có ghét ai không? Không có ghét ai hết nha. Có những người họ biết vậy nào, họ biết là họ ghét Phật đó, họ thù án Phật đó. Và họ cũng biết thêm chuyện nữa là tôi ghét ông vậy đó, tôi thù án ông vậy đó, tôi hại ông vậy đó. Nhưng mà họ biết là Phật không hại họ. Họ biết vậy luôn á. Nhưng mà một cái án kết nào đó đó, Họ sẽ ghét, họ thù án gì Đức Phật. Nhưng họ biết rằng Phật không có hại họ. Họ không tin rằng cuộc đời này có một vị mà điều gì cũng biết. Quý vị tin nổi không? Quý vị tin nổi điều gì cũng biết không? Chuyện hôm qua, hôm kia, hôm kia gì mà giờ mình còn quên, mà tại sao Phật lại biết? Quý vị nhớ giùm thầy nào, từ lúc Phật phát tâm cách đây 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, cái khoảng thời gian nó đi quá dài rồi. Cho nên khi mà Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề á, thì Ngài có túc mạng thông á, túc mạng minh á, thì Ngài quay lại một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, sáu kiếp. Cho nên đi quá dài, chuyện gì mà Ngài không trải qua, cho nên chuyện gì mà Ngài không biết. Còn mình á, mình chưa có thần thông đó, mình chưa có biết được đâu. Họ không tin rằng một con người mà đầy đủ những pháp lành, họ không tin điều đó. Nhưng mình tin không? Tin không? Tin. Chánh tính của phàm phu, nhớ giùm thầy bốn điều. Hôm trước nghe thầy giảng chưa? Phải nắm cho thầy, ráng nắm cho thầy bốn điều này nha. Là một phàm phu thì ráng nhớ cho thầy bốn điều này, chứ kẻo mình lạc vào tà kiến là một kiếp người của mình nó uổng lắm. Bốn điều chánh tính của phàm phu. Một là mình tin nghiệp. Một là tin nghiệp, tức là chính nghiệp nó sắp xếp cuộc đời này có liệt, có ưu, có đẹp, có xấu, có giàu, có nghèo. Hai, mình tin quả của nghiệp. Là tin cái gì? Là khi mà mình tạo một cái nghiệp gì rồi đó, đủ duyên nó sẽ cho cái quả tương xứng. Nghiệp thiện thì cho quả và vui, nghiệp ác thì cho quả và khổ. Hai cái nha. Cái thứ ba, mình tin nghiệp là tài sản của mình. Chỉ cần quý vị tin cái này thôi là quý vị thay đổi cuộc đời luôn á. Mấy cái rồi? Ba. Cái thứ tư, tin sự giác ngộ của Phật. Tức là người có 10 ân đức. Nói rộng lắm nhưng mà đại ý là như vậy. Thì bốn cái này gọi là gì? Chánh tính của phàm phu nha. Thầy rất là mê cái đoạn này luôn. Rất là mê. Thầy có giảng riêng cái khúc này nè. Riêng cái khúc này thầy giảng 30 phút trong một cái bài pháp thoại về đức tin đó.
thầy cũng có giảng bài đức tin trong đạo Phật, giảng 3 buổi, cũng in ra sách khoảng 150 trang á. Thì dò lại giùm thầy đi, cái chỗ này quan trọng lắm nha. Tối nay về trễ một chút, lát quý vị có ghét thầy cũng được, sao hôm nay thầy giảng trễ cũng được không sao, nhưng mà thuộc bài cho thầy chỗ này đi rồi ghét thầy sau nè. 4 chánh tính của phàm phu nè. 1 nè, là gì? Tin vào nghiệp. Thứ 2, quả của nghiệp. Thứ 3, nghiệp là, nghiệp là tài sản của mình. Thứ 4, tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, hay là một con người giác ngộ. Học lại thuộc cho thầy chỗ này đi. 4 chánh tính của phàm phu, tức là 4 điều niềm tin chân chánh để mình không có lạc vào tà kiến. Thứ nhất, tin, tin nghiệp, chính nghiệp mới sắp xếp liệt ưu trong đời. Thứ hai, tin gì? Quả của nghiệp. Thứ ba, nghiệp là tài sản. Và thứ tư, thứ tư là tin sự giác ngộ của Phật. Hôm nay đi chùa lời rồi đó, thuộc cái này là lời lắm luôn rồi đó. Rồi, vừa rồi vậy thì là thầy giảng về thập ác. Ngược lại với thập ác là thập thiện. Nếu mà phạm vào thập ác thì ba cửa địa ngục và quỷ súc sanh mở. Còn nếu mà làm thập thiện cho tốt thì cõi trời, cõi người mở cửa nha. Thập thiện mà làm cho tốt là sanh vào cõi trời dục giới thôi nha, chứ không có sanh vào cõi trời sắc giới. Sanh vào cõi trời sắc giới phải là đắc thiền, phải đắc sơ nhị tam tứ thiền, cái đó là thiện cấp cao. Rồi thôi thì hôm nay bài giảng cũng hơi trễ rồi. Rồi mong quý vị rút ra được một vài bài học trong đời sống của mình. Cảm ơn quý vị.